Chiều ngày 5 tháng 3, Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn và các tổ chức có liên quan. Dự kiến phiên xử sẽ kéo dài từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4. Bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật hình sự năm 2015 và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng theo Bộ luật hình sự năm 1999. Sau phần làm thủ tục, lúc 14 giờ 30 phút, Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa công bố cáo trạng, cáo trạng dài 160 trang. Đến 4 giờ tòa nghỉ giải lao sau đó tiếp tục công bố cáo trạng. Đến 17 giờ 30, viện kiểm sát công bố đến trang 43 của cáo trạng, thiệu đồng xét xử thông báo tòa tạm nghỉ, phiên tòa sẽ tiếp tục vào sáng mai lúc 8 giờ. Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan thâu tóm nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của SCB 91,5% cổ phần. Từ đó, bà Lan và các bị cáo đã chi phối, lũng đoạn toàn bộ hoạt động của SCB. Trong 10 năm liên tiếp, năm 2012 đến năm 2022, SCB đã giải ngân cho nhóm bà Lan hơn 2.500 khoản vay với hơn 1.066.000 tỷ đồng đến tháng 10 năm 2022, nhóm bà Lan còn gần 1.300 khoản vay với dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng không có khả năng thu hồi. Bà Lan bị cáo buộc chiếm đoạt của SCB 498.000 tỷ đồng. Bà trương Minh Lan còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng thanh tra giám sát của ngân hàng nhà nước 5,2 triệu USD để che giấu thực trạng yếu kém của SCB và không để SCB vào diện kiểm soát đặc biệt. Sáng ngày 5 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Bị cáo Trương Mỹ Lan là cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Khoảng 8 giờ 30 phút, thư ký vào phòng xử án để phổ biến nội quy phiên tòa, ngay sau đó hội đồng xét xử cũng bước vào phòng xử án. Diễn biến của phiên tòa từ tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng được truyền tới trung tâm báo chí thành phố Hồ Chí Minh, nơi cũng có khá đông các phóng viên từ các cơ quan báo chí tác nghiệp. Theo ghi nhận, chất lượng đường truyền tốt, âm thanh và hình ảnh cũng khá rõ nét. Các phóng viên được bố trí phòng làm việc với đầy đủ các phương tiện kỹ thuật hiện đại. Tại phần thủ tục của phiên tòa, thư ký báo cáo về sự có mặt vắng mặt của những người được tòa án triệu tập. Theo đó có 79 trên 86 bị cáo có mặt, hai bị hại có mặt tại phiên tòa. Trong buổi sáng, hội đồng xét xử đã tiến hành thẩm vấn xong lý lịch của 79 bị cáo có mặt tại phiên tòa. Là bị cáo cuối cùng được thẩm vấn, đại gia Nguyễn Cao Chí nói mình rất chủ động hợp tác với cơ quan điều tra, gia đình cũng đã khắc phục toàn bộ hậu quả, bị đau cột sống. Chủ tọa ngắt lời và cho biết phần này bị cáo sẽ trình bày sau. Ông Chí bị viện kiểm sát truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tài khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo cáo trạng từ năm 2017 đến năm 2020, bà Lan thỏa thuận mua cổ phần một số dự án của ông Chí, gồm 31,22% vốn điều lệ tại công ty cổ phần Cao su Công nghiệp, thỏa thuận bán vốn điều lệ công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh và thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Trong thời gian này, bà Lan nhiều lần chuyển tiền cho ông Chí thông qua Hồ Quốc Minh là người được bà Lan nhờ đứng tên hộ cổ phần để thanh toán. Do nhận nhiều khoản tiền từ bà Lan nhưng không có giấy tờ biên nhận nên đến tháng 1 năm 2021, ông Chí gặp bà Lan tại một nhà hàng và thống nhất chốt các khoản bà Lan đã chuyển cho ông Chí, tổng cộng là 1.000 tỷ đồng. Sau đó, ông Chí đã chỉ đạo soạn thảo ký giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Hồ Quốc Minh. Cùng ngày, ông Chí ký giấy chứng nhận cho Hồ Quốc Minh sở hữu 10% vốn điều lệ công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang. Sau khi bà Lan bị khởi tố và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 21 và ngày 22 tháng 10 năm 2022, ông Chí chỉ đạo cấp dưới, soạn thảo văn bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ công ty cổ phần cao su công nghiệp, điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang. Đến ngày 23 tháng 10 năm 2022, ông Chí hẹn gặp Hồ Quốc Minh tại một quán cà phê trong sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, trước khi Minh đi nước ngoài chữa bệnh để ký hồ sơ thanh lý hợp đồng đã soạn trước. Việc ông Chí tự ý lập các bản thanh lý hợp đồng với Hồ Quốc Minh là người đứng tên sở hữu cổ phần hộ cho bà Lan là chưa thông qua sự đồng ý của bà Lan. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu giữ tiền mặt khi khám xét người Nguyễn Cao Chí và nơi làm việc, tổng cộng là 93,9 tỷ đồng. Gia đình ông Chí đã nộp khắc phục số tiền là 640,7 tỷ đồng và cơ quan điều tra đã kê biên 7 bất động sản. Chủ tọa công bố danh sách 86 bị cáo bị truy tố ra tòa, tại phiên tòa có mặt 79 trên 86 bị cáo, bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định tinh thần ổn định. Khoảng 9 giờ, bị cáo Trương Mỹ Lan là người đầu tiên bước lên bục khai báo, bị cáo khai to rõ những thông tin liên quan về nhân thân. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh và thường trú tại quận 1. Về trình độ học vấn, bị cáo khai trình độ 12 trên 12, làm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có chồng là bị cáo Chu Lập Cơ và có hai người con. Bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định trước hội đồng xét xử là mình chưa có tiền án tiền sự và bị bắt ngoài đường vào ngày 6 tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, hồ sơ thể hiện bị cáo Trương Mỹ Lan bị bắt vào ngày 8 tháng 10 năm 2022. Đứng trên bục khai báo, bị cáo Trương Huệ Vân là cháu của bị cáo Trương Mỹ Lan, tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát Khai, có một chồng và hai con. Bị cáo bị bắt tạm giam vào ngày 7 tháng 10 năm 2022, còn hồ sơ thể hiện bị bắt tạm giam vào ngày 8 tháng 10 năm 2022. Trước thông tin chưa trùng khớp, hội đồng xét xử yêu cầu viện kiểm sát nhân dân kiểm tra lại thông tin ngày bắt tạm giam đối với hai bị cáo Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân. Bị cáo Trương Mỹ Lan bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử về tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Còn bị cáo Trương Huệ Vân bị xác định vai trò giúp sức tích cực cho bị cáo Lan gây thiệt hại gần 1.100 tỷ đồng. Trong các bị cáo khác bị xét xử có 45 cựu lãnh đạo cán bộ ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB, 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, 1 cựu cán bộ kiểm toán nhà nước, 7 bị cáo thuộc công ty thẩm định giá, bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Riêng bị cáo Nguyễn Cao Chí, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty Văn Lang và công ty Capella, bị xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi tìm cách chiếm đoạt của bị cáo Trương Mỹ Lan 1000 tỷ đồng. Đây là vụ án được xác định có thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay với tổng thiệt hại của ngân hàng SCB là khoảng 498.000 tỷ đồng. Ngày mùng 5 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Bị cáo Trương Mỹ Lan cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản tránh tòa hình sự tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Dư quyền công tố tại tòa có 10 kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến phiên xử sẽ kéo dài từ ngày mùng 5 đến 3 đến ngày 29 tháng 4. Tại phần thủ tục, thư ký báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của những người được tòa án triệu tập. Theo thư ký có 79 trên 86 bị cáo có mặt, hai bị hại có mặt. Sau khi nghe thư ký báo cáo về sự vắng mặt có mặt, chủ tọa hỏi bị cáo Lan về sức khỏe và nhắc vì phiên tòa kéo dài nên bị cáo Lan chú ý giữ gìn sức khỏe. Bị cáo Lan cho biết sức khỏe mình tốt, tinh thần ổn định. Tại tòa, người phiên dịch dịch quyết định đưa vụ án ra xét xử cho bị cáo Chu Lập Cơ chồng bị cáo Lan nghe. Tuy nhiên, bị cáo cơ cho rằng chưa nghe rõ về phần tội bị truy tố. Chủ tọa đề nghị phiên dịch dịch lại phần tội mà bị cáo cơ bị truy tố, sau khi phiên dịch dịch lại bị cáo cơ đã nghe rõ. Khi được chủ tọa hỏi về sức khỏe hiện tại, bị cáo Chu Lập Cơ nói sức khỏe ổn.